Chào các bạn, mời các bạn cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì quý vị có để ý là cái việc cái cách giảng đạo của thầy Minh Tuệ so với các trụ trì của tất cả các chùa lớn ở Việt Nam hầu hết là rất là khác nhau. Và rất khác nha các bạn. Nếu mà các bạn để ý là hầu như là tất cả ông trụ trì của các chùa lớn nhỏ tại Việt Nam họ giảng những cái gì đó những câu chuyện họ đưa ra có nhiều thứ giảng cho nó vui nhưng mà những cái việc mà giảng như thế nó hầu như không có áp dụng cho tất cả mọi người là kể okay, nhiều lúc mình thấy câu chuyện có lúc cũng thấy hay hay đó nhưng mà nó giúp được gì cho quý vị và mục tiêu của quý vị đi chùa để làm cái gì có ai nhắc nhở cho quý vị mục tiêu ấy là gì hay không? Hay là đi chùa cho nó vui mà thôi? Thấy không? Rồi các bạn thấy rõ, quý vị thấy rõ là mỗi lần Thầy Minh Tuệ gặp quý vị đều nói lên cái mục tiêu của mọi người hay của Thầy. Và Thầy lúc nào cũng nêu ra mục đích tối thượng của tu hành là gì? Là tại sao phải tu? Và liên tục liên tục liên tục liên tục nói là tại sao phải giữ giới phải giữ năm giới và trong cái năm giới đó phải làm gì và chính thầy minh Tệ cũng phải làm gì và mục đích lý do tại sao phải tu rõ ràng không cần giả những thứ gì đó nó không có ích và những cái thứ gì đó nó cao siêu vì những điều đó hoàn toàn không giúp đỡ được gì cho quý vị cả như thế đi chùa để làm gì nếu vô số những điều những bài pháp giảng đều không có giúp ích gì cả mình không hành được thí dụ mục đích chính của những bài giảng là gì để cho giúp ta hành được những gì trong giữ năm giới mà thí dụ những cái vụ mình là giữ năm giới đó không mình thấy không có tiến triển thí dụ mỗi ngày quý vị giữ năm giới có tiến bộ hơn thí dụ ngày hôm nay giữ được như đây tháng sau có tiến bộ hơn xương tán trước hay không hay là năm sau có tiến bộ hơn tháng năm vừa rồi hay không nếu mà trong năm giới đó mình không giữ được thì đi chùa để làm cái gì không không có gì giúp đỡ cả bây giờ mời các bạn uh, xem cái clip này nha con cùng ước nguyện cho mọi người hạnh phúc nha Con di ước nguyện cho mọi người rất nhiều. Con cùng ước nguyện cho mọi người ở nhà giữ được năm giới, đừng có giữ nơi lão, nơi giáo, nơi lão là không tốt đẹp chút nào cả. Dạ. A di đà phật. A di đà phật. Các bạn thấy rõ không? Con lúc nào mong muốn cho mọi người giữ được năm giới, năm giới, không? Thì các quý vị thử nghĩ xem quý vị đi chùa bao nhiêu lâu nay. Mấy ông trụ trì có liên tục hỏi quý vị có giữ năm giới hay không? Có nhắc nhở quý vị nhiều không? Và quý vị có tiến bộ về việc giữ năm giới hay là mấy ông thầy chùa cứ ngồi thuyết đủ loại pháp? Bao nhiêu câu chuyện, đưa lên bao nhiêu chuyện, mà nhiều nhiều chuyện, có nhiều câu chuyện cũng rất là quan đường luôn. Thì những việc đó có ích lợi gì cho quý vị hay không? Hay là chỉ thuộc loại mà ngày hôm nay nói xong cái từ lỗ tai này đi qua lỗ tai khác á à, hay hay có thể nghe hay á nhưng mà để làm cái gì nhá cho nên á cái quan trọng là năm giới giúp người thực hành tránh xa những hành động và thói quen có thể gây hại cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần thì nếu mà mọi người giữ được giới thì sẽ mình sẽ giữ được cái đạo đức của mình và từ đó tạo lòng tin tới mọi người xung quanh. Thì nếu mà ai nấy đều giữ năm giới thì xã hội trở nên hòa bình, an lạc và ít xung đột hơn. Thì giữ giới giúp Phật tử tăng trường sự tỉnh thức và tu tập và nền tảng cho sự tu tập và phát triển trí tuệ. Các bạn có thử nghĩ là mình cứ đi mà giới mình giữ không được thì đi để làm cái gì? Ngày hôm ngày hôm nay mình giữ được tới nay ngày mai có hơn được ngày hôm nay hay không hay là tháng tới có hơn được tháng này hay không hay năm tới có hơn được năm này hay không Đúng không thì như thế là sao thì cái lúc mà tuân thủ được năm giới sẽ giúp phật tử tránh tạo ra những hành động gây nghiệp xấu từ đó giảm uh, giống như là giảm bớt khổ đau trong hiện tại là tương lai thì các bạn đã biết rồi thì trong năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. thì nếu mà ai nấy đều giữ được năm giới này sẽ giúp cá nhân sống một cuộc sống đúng đắn mà còn góp phần tạo nên những cộng đồng hài hòa và hạnh phúc ở trong xung quanh mình. Hai không? thì mình nghe tiếp nha. Ở đây, con

thầy nói là lúc nào cũng chúc mọi người an lạc hạnh phúc tại sao cái câu chúc đó quan trọng lúc nào thầy cũng chúc mọi người an lạc hạnh phúc cả và muốn an lạc hạnh phúc hay không là tùy mình có làm cho mình có an lạc hạnh phúc hay không và lúc nào tâm lý cũng bình an hết Thấy không tại vì sao mình cần bình an an lạc hạnh phúc là mình không còn uh, lo lắng giận dữ hay sợ hãi và lúc mà mình tâm lý của mình bình an sẽ giúp con người đối diện với mọi hoàn cảnh một cách điềm tĩnh và sáng suốt. Cho nên hiện tại là sao? Phải sống hiện tại, an lạc hạnh phúc là từ việc mà sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, hiện tại quý vị đang sống và không bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai. Thì nếu mình an lạc hạnh phúc thì mình sẽ tận hưởng những niềm vui cho dù nhỏ bé và đơn giản trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải là mình cứ tối ngày mình suy nghĩ những cái gì sâu xa hay là muốn tìm hiểu những cái gì mà nó ra khỏi tầm tay quan trọng là trong giờ khóc phút hiện tại mình phải quan lạc và hạnh phúc an lạc và hạnh phúc cho nên lúc nào thay vúng vất vui vẻ lúc nào cũng an lạc hạnh phúc nhiều khi an lạc hạnh phúc là những điều rất là đơn giản cho mỗi ngày không cần thiết phải chạy theo hay đi chùa nhiều ngày để mà thấy an lạc hạnh phúc đi chùa nhiều các bạn quý vị có thấy an lạc hạnh phúc hay không, hay là cảm thấy nó áp lực rất là nhiều, bởi vì lúc nào cũng tiền 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 tiền, cúng giường cúng giường cúng giường cúng giường, tiền 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 cúng giường cúng giường cúng giường, thì cái đó đó có an lạc được hạnh phúc hay không, nhá? Yeah. thì hiện tại là sao mình có biết là cái bản chất là vô thường trong cuộc sống, không? thì nếu mà mình biết rõ cái luật nhân quả thì giúp người không bị đắm chìm trong đau khổ khi mình gặp phải khó khăn nha thì uh, an lạc và hạnh phúc trong đạo Phật là trạng thái tâm lý sâu sắc không mình sống đạo đức hiểu biết trí tuệ thực hành từ bi và tìm kiếm sự tự do nội tâm nha các bạn thì đó là những gì mà mình uh, chia sẻ với các bạn nha ha thì uh, đó là nếu mà mình có thể uh, sống an hạnh phước pháp là thường thường là an lạc và hạnh phúc thực sự xuất phát là từ sự tự do nội tâm không bị ràng buộc bởi dụng dập dụng dò uh, dục vọng tham sân si hay các ham muốn vật chất sự tự do này giúp con người cảm nhận được sự thăng hoa và nhẹ nhàng trong tâm hồn nha các bạn ha thì cái đó rất là dễ dàng không có gì khó khăn cả mình cứ hiểu dễ dàng đi lúc đó nó lúc nào cũng À, à, cũng thoải mái nha. Đó là cái clip thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn. À, bây giờ mình à, sẽ chia sẻ với các bạn về cái clip thứ hai. Mọi người vẫn cứ tu niệm phật, đừng ăn mặt ăn chay, tu độ, thường phát tu về cõi. Các bạn thấy không? Cũng vậy, mỗi lần mà gặp thầy hay là mỗi lần thuyết pháp hay gì cái câu đầu tiên của thầy có nghĩa là tu niệm Phật thì cũng giữ giới tiếp tục giữ năm giới cái này là một trong năm giới là đừng có ăn mặn ăn chay không Mấy lần gặp là lúc nào cũng vậy lúc nào cũng vậy nhắc đi nhắc lời nhắc đi nhắc lời nhắc đi nhắc lại rồi thí dụ như vậy đi đi chùa thường xuyên bao nhiêu người nhắc nhở chứ quý vị quý vị về việc giữ năm giới và quý vị có tiến bộ hay không còn thí dụ mình giữ năm giới mà mình không có tiến bộ thì đi chùa cũng vậy vô ích nhé Đúng không? Thì hiện tại là sao? Từ bi mà không sát sinh đó là nguyên tắc cơ bản. Thì việc ăn chay giúp tránh việc việc giết hại động vật thể hiện lòng từ bi với mọi sinh linh. Thì cái này cũng là một điều phù hợp trong nguyên tắc không sát sinh trong năm giới. Thì ngoài ra về cái sức khỏe nó cũng tốt cho mình, có nghĩa là ăn chay có nhiều mang lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Chế độ ăn chay thường giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh. Và cũng là tốt cho môi trường luôn bởi vì khi mà mình sản xuất cái thực phẩm gì động vật phải gây ô nhiễm môi trường phát thải khí nhà kính. Rồi ăn chay giúp giảm áp lực lên môi trường, bảo vệ tài nguyên và giảm biến khói, biến đổi khí hậu. Rồi sau đó mình thiền định nữa thì ăn chay là giúp cho mình tâm hồn thanh tịnh dễ dàng đạt được trạng thái an lạc và tập trung cao tức phẩm chay thường nhẹ nhàng không gây kích thích mạnh cho cơ thể và tâm trí thì còn một cái nghiệp nữa là trong độc Phật hành động giết hại động vật để ăn thịt có thể tạo ra nghiệp xấu dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong tương lai việc ăn chay giúp tránh các nghiệp xấu từ đó giảm bớt khổ đau và mang lại Phước Thành nha Gọi Tây Phương bắt nguyện tu thành vô thượng trên đẳng giác Đừng chuyên niệm, giữ giới Tu hành như mình để được về Tây Phương những cái điều 3, 4 Thì cái mục tiêu của Thầy giống như thầy mới nhắc ở đây không Mục tiêu của thầy hay là mục tiêu của tất cả mọi người Hay là của tất cả chúng ta là Đạt được vô thượng chánh đẳng giác Thầy cũng nhắc rõ ràng Mục tiêu của đời mình là gì Mục đích của điều nhìn là gì Là vô thượng chánh đẳng giác thì vô thượng đánh chánh đằng giác là gì? Vô thượng có nghĩa là không có gì cao hơn, chỉ sự cao quý tuyệt đối tối thượng. Chánh đẳng nghĩa là đúng đắn và bình đẳng, chỉ sự hoàn hảo và không thiên lệch. Giác nghĩa là giác ngộ, chỉ sự tỉnh thức và hiểu biết sâu sắc về bản chất của thực tại. thì cái vô thượng chánh đẳng giác có nghĩa là sự giác ngộ cao nhất, hoàn toàn không thiên lệch. Đây là trạng thái mà mọi người, một người đã đạt được sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc về bản chất thực sự của vũ trụ nhân sinh. Thì cái vạn trái này không ràng buộc bởi vô minh, tham ái, sân hận hay bất kỳ phiền não này. Thì hiện tại là Thầy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi là bậc vô thượng chánh đăng giác vì Ngài đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn dưới cõi Bồ Đề. Sự giác ngộ này giúp Ngài hiểu rõ mọi khía cạnh của sự tồn tại, từ đó có khả năng giảng dạy và hướng dẫn chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử đạt đến Niết Bàn trong trạng thái an lạc vĩnh hằng. không? Cái đó là rõ ràng rồi. Thì khi mà mình đạt được vô thượng chánh an giác thì lúc đó Đức Phật mới là giảng dạy lại cho mọi người. Thì hiện tại vô Vô thượng chánh năng giác không phải là một khái niệm triết học mà còn là mục tiêu cao nhất trong quá trình tu tập và thực hành đạo Phật, một trạng thái mà mọi Phật tử đều hướng tới để giải thoát khỏi khổ đau và đạt được sự an lạc viên mãn. Thì các bạn thử nghĩ, lúc mà các bạn đi chùa thường thường xuyên bao nhiêu ông thầy ở trong chùa hay là bao nhiêu người dạy dỗ các bạn, hay là bao nhiêu trụ trì có bao giờ họ nhắc nhở mục tiêu của các bạn quý vị đi chùa để làm gì? để đạt được những gì có phải thầy minh tuệ đã xác nhận với người mục tiêu là sao là đạt được vô thượng chánh đẳng giác vô thượng chánh đẳng giác đó là mục tiêu của một người tu tu phật còn thí dụ mình đi mà không ai nhắc nhở mình hết cứ tối ngày đi à, cúng dường cúng dường cúng dường cúng dường là được quả báo này cúng dường sẽ được uh, hạnh phúc kia rồi cúng dường nhiều sau này con cháu nó sẽ hưởng mà không có nhiều người nhắc nhở à mình tu là làm gì đi chùa để làm gì là để đạt được cái vô thượng chánh đăng giác như thầy minh tuệ đã nhắc nhở à, việc này đúng không hả điều đó là điều tốt đều nên làm còn cái điều mà bất người ăn mặn đó thì không nên làm vay mượn thì chúng sanh mà ăn nữa không ngon thì thì không có tốt đẹp gì cả à, gì thầy cũng là nhắc nhở giống y chang như thế thôi nhé không là vai mượn thịt chúng sanh không có tốt đẹp gì cả, Đúng không? thì đó thì vai mượn thịt chúng sanh có tốt đẹp gì? Việc ăn thịt đồng nghĩa với việc gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần vào sự đau khổ và chết của chúng sanh. Điều này đi ngược lại nguyên tắc từ bi, yêu thương và tôn nghiệp sự sống. thì khi mà các bạn giết hại hoặc gây tổn hại cho chúng sanh sẽ tạo ra nghiệp xấu và nghiệp này mang lại cho những hậu quả không tốt trong tương lai việc ăn thịt chúng sanh có thể tạo ra những nghiệp xấu và dẫn đến khổ đau cho chính người thực hiện hành động đó thấy không? thì lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại 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 thì khi mà quý vị đi chùa bao nhiêu người nhắc nhở với quý vị như thế có không? không có đó là gì nói tóm lại như thế là từ góc độ Phật việt ăn thịt chúng sanh không được coi là tốt đẹp vì nó đi ngược lại các nguyên tắc từ bi đạo đức và tâm linh đồng thời có thể tạo ra nghiệp xấu và gây hại cho sức khỏe cũng như môi trường việc ăn chay được khuyến khích như một cách sống hòa hợp với những nguyên tắc này và mang lại lợi ích lâu dài cho cả cá nhân và cộng đồng các bạn thấy rõ ràng là mỗi ngày là sao lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại còn mà các bạn đi chùa thường xuyên bao nhiêu người nhắc nhở cho các bạn ha quý vị nhá. Thì đó là một chút chia chút chia sẻ của mình về uh, những câu nói của thầy um, Minh Tuệ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nếu các bạn thích cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.